Đây chúng ta thấy là cái mỏ này nó rất là dơ, nó dơ, nó dính keo, dính chỉ, chỉ nó chảy, nó dính vào đây. Cái trường hợp như thế này á, thì nó khả năng là sẽ không cắt đứt chỉ được này, hoặc là chỉ cắt đứt nhưng mà không gọn gàng, nó sẽ bị lăn nha. Thì mình phải làm vệ sinh cái phần mỏ này cho sạch sẽ, nó mới đạt được chất lượng. Thì vệ sinh cái này các bạn chỉ lấy gập cứng cạo nó ra, tắt máy đi, cái này nó rất là nóng, tắt máy đi là cạo nó.